Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 đã được huyện đoàn Kim Sơn khởi động từ ngày 1 tháng 6. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị đoàn cơ sở đã chú trọng vào các phần việc thiết thực, hiệu quả vì sức khỏe và cuộc sống cộng đồng. Tình nguyện tiếp sức mùa thi là hoạt động ý nghĩa, được các đoàn viên thanh niên triển khai từ sớm tại các điểm thi để động viên giúp đỡ các thí sinh bình tĩnh, tự tin tham dự kỳ thi vào lớp 10. Ngay từ buổi sáng sớm ngày hôm nay, khi mà các em học sinh chưa đến ấy, thì đội thanh niên tình nguyện của xã Hùng Tiến đã có mặt tại đây để có những công tác chuẩn bị tốt nhất để hỗ trợ các em, cho các em học sinh thi và các người nhà đến để chở các em đến thi. Khâu chuẩn bị bao gồm là chuẩn bị phát khẩu trang, rồi là phát bút và hỗ trợ nước, rồi điều phối giao thông cùng với các chiến sĩ cảnh sát giao thông. Đầu tiên em tham gia đội tình nguyện tiếp sức mùa thi thì em cũng sẽ cố gắng hết mình để chúc các bạn có một mùa thi thật tốt, và em cũng cảm thấy rằng là tham gia đội tình nguyện tiếp sức mùa thi này cũng sẽ là một trải nghiệm cho cuộc đời em. Trong đợt này, huyện đoàn Kim Sơn đã thành lập 4 đội hình tình nguyện ở 4 địa điểm thi trên địa bàn. Mỗi đội hình có trên 20 đoàn viên thanh niên, đồng thời cũng thực hiện tốt công tác xã hội hóa để chuẩn bị nước uống, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế chống dịch, phục vụ miễn phí cho các thí sinh. Trước đó, huyện đoàn Kim Sơn cũng đã thăm hỏi tặng quà cho 15 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em cùng gia đình tiếp tục vượt khó vươn lên trong chặng đường học tập mới. Ngoài ra còn trao tặng nhiều phần quà cho trẻ em nghèo trên địa bàn huyện. Các cô các chú đến để động viên em để thi vào lớp 10 thì em cảm thấy rất vui và cảm ơn các cô các chú. Em sẽ cố gắng tích cực rèn luyện và học tập thật tốt. Thì trong chuỗi hoạt động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè thì ban thường vụ huyện đoàn chúng tôi đã tổ chức ra quân phát động một số những cái hoạt động. Cụ thể là đoàn cơ sở thì 100% thành lập đội hình thanh niên xung kích đến từng nhà để hỗ trợ người dân cài đặt bluezone, phát khẩu trang miễn phí, thăm tặng quà các y bác sĩ ở trung tâm y tế huyện, cán bộ chiến sĩ ở các khu cách ly tập trung. Và về công tác vệ sinh môi trường thì đoàn cơ sở cũng đẩy mạnh các hoạt động ngày chủ nhật xanh, ra quân vệ sinh môi trường để đảm bảo công tác phòng chống dịch, xây dựng mới, sửa chữa các điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi. Với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 sẽ tạo môi trường thực tiễn sinh động để đoàn viên thanh niên Kim Sơn rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, khẳng định vai trò xung kích sáng tạo trên các lĩnh vực, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân.